Anh làm thử thách khỉ đi anh. Ok anh em nhé, hôm nay làm mấy clip giải trí anh em xem về cái con khỉ anh em nhá. Mình sẽ solo khỉ anh em nhá, không là không vác là đấu danh đâu nhá. Ok mời các bạn đi vào clip nào. Hello, xin chào toàn thể các bạn nha. Clip trước thì mình có cái quay cái clip mở dương đúng không các bạn? Mở full màu vàng luôn. Thì cái hồi đấy mà ở cái ác này thì nó đẹp này bạn này. Bởi vì ác này làm sao thì anh em để nó màu vàng. Ok, đối với clip ngày hôm nay chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của một bạn đó, anh cứ khỉ đi. Mình sẽ chơi khỉ cho phong cách này anh em nhá, phong cách phóng đại và solo, không chơi đánh danh á. Còn khỉ này đến anh em mà level 1 ạ. Anh em thấy gì chưa, nhảy VIP chưa? Mình sẽ không nâng cấp nha. Sẽ solo nâng cấp. Alo, ok mình sẽ mời nhá. Chế độ công bằng ấy thì khỉ của mình sẽ tự level 9. Ok em nhá, để chế độ solo công bằng rồi, lock free and battle gì đấy. Chả biết nhưng mà công bằng anh em nhá. Chờ nhóm lại nhắn tin rồi. Nó sẽ là công bằng anh em nha. Nắm người nhắn tin thế nhở. Cái lúc đang bận bộn thì nắm người nhắn thật đấy. Bực thế nhỉ. Chết rồi. Trời, chờ bạn này vô nha anh em nha. Thì mình sẽ được rồi. Trời ơi. Ông ơi là ông. Cái ông kia nữa. Lầu là qua này. Nó nhắn tin nhiều thế nhở. Thôi thế này là hỏng rồi bạn ơi. Hỏng rồi, thế này hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Trời ơi, nhóm đơn lô ấy, nhắn tin rồi bạn ơi. Thôi cho thua nhọn nhá. Để chúng ta làm cái phục vụ cái công việc kia. Trời ơi. Mãi không vào, bực mình thật đấy. Tự nhiên mời bạn kia là vô vào mất, bực mình chứ anh em ạ. Ok, bạn Phong này, bạn ấy chơi ở cái chế độ nào anh em ạ? Nên đâm ra mấy bạn đấy mới có hiện lá cờ của nước này anh em nhé. Mày chơi ông mày à, khỉ đâu suốt chiêu. Ok anh em nhá, khỉ nào, solo khỉ anh em ạ. Nào phóng đại. Ê, ôi ôi tí nữa thì trượt anh em ạ. Bạn đấy mà thổi sớm hơn một tí nữa thôi rồi đấy. Các bạn ấy có bị rồi à, mình phóng với anh em nào, khỉ xem ai khỉ ai thắng. Đó, ôi 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 hú máu, bang 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 bang, biến này anh em ơi. À, con chị kia tanh đạn cho anh em ạ. Thôi, chị bé chết rồi. À, chị mình đang rất là mạnh anh em nha. Có gì mình sẽ tố lốc lui về. À, cảm ơn bạn này anh em nha. Ôi, chị bé phải kè. À, biến thành chị to anh em ạ. À, đấy chứ anh em, khỉ to, khỉ to, khỉ to. Đấy à. Hú máu anh em ơi, hú máu. Ping 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 ping. Ping 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 ping. Nào. Vú, trời ơi, nắm tố lốc thổi thế. Ê, toàn anh em rồi. Băng lại luôn anh em, băng lại luôn. À, mình có băng mình giữ mà anh em. À, này, này, bắn nó chết chưa. Chết chưa. Lại con chị bé này một bắn anh em ạ. Đấy nào, trong cái cuộc solo này mình đang thắng thế rồi anh em ơi. Nào, mỗi em một bắn, anh cho một bắn thôi. Chết rồi, nhóm Zalo nhắn tin nhiều quá bạn. Chết rồi, mình quên mình không tắt thông báo đấy. Nào solo khỉ, nào xem khỉ ai mạnh hơn. Nào thổi về nhá bạn nhá, không bạn này là thua to đấy. Toàn khỉ ấy bạn ơi, khỉ, con khỉ đằng sau nó vác cái khẩu súng ghê quá anh em ạ. Úi rồi, úi rồi, biến hình. Phục 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 phục.
phóng đại ghê. Ôi bạn này phóng đại ghê thế. Nào mình cũng phóng lại hú máu. Bang bang bang. Càng quanh em ạ. Cái hú phóng đại này không được ổn cho lắm đâu. Rồi mình chết một con rồi. Chết tôi rồi. Bạn này sự bất lực rồi anh em ạ. Ôi giời, khỉ biến hình à. Nào khỉ tiếp nào, vào biến hình. Ôi ôi, bị băng hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con khỉ bạn ơi. Đâu, 1, 2, 3, 4, 5, đúng rồi, 8 con khỉ, 9 con khỉ này. Ôi giời ơi, pha kè hết, biến thành toàn khỉ bé này, không đổ rồi. Biến toàn khỉ bé không ổn rồi. Bạn này băng mình anh em ơi. Cuộc chiến sắp. Ôi ôi. Bạn này. Ok. Thế rồi mình phải tấn công rồi bạn ơi, mình đang thua thế rồi. Ok, tấn công đường trên. Tấn công đường trên, máu thành mình đang thua kìa bạn kìa, bạn này nắm khiên quá. Ôi, phóng trượt đường trên ạ, đỡ hộ luôn. Thôi, ông lui về, cho con cái. Win này nhanh em nha. Khỉ phóng đại phê không em ơi. Nhóm nhắn tin nhiều quá ta luôn anh em ạ. Ok, là khỉ nha bạn nha. Bây giờ mình sẽ chơi con gì khổng lồ bây giờ anh em nhỉ? Lại không lại. Ok nha anh em nha, lại tiếp tục à. Lại khỉ cho anh em xem nha, khỉ khổng lồ này là xem ai thắng nhá. Solo này là không phân biệt thắng thua đâu bạn ơi. Tại ao bình ơi. Bạn Phong này mình nhớ cái hồi mà bạn ấy mới quen mình á, bạn này yếu á. Cái F3, cái F4 rồi nhưng bạn mới quen mình cái thời xưa á, mình xin nói bạn là rất nhiều bạn yếu nhá. Xong rồi sau một thời gian ở bên mình thôi là các bạn sẽ được mạnh thôi, không có gì đâu anh em ơi. Con khác tanh đạn cho, đúng không? Đấy là tanh cho. Con này con kia, tao tanh cho mày, mày lại tanh cho tao, đấy. Bắn cho chết đi, bắn cho chết đi. Chết con khỉ cái đi, bắn chết khỉ cái đi. May quá, nơi vẫn phóng đại kịp, không mà toang ấy. Có dạ mana cứ xài đi bạn ơi, không được cái gì đâu. Nào, khỉ ai mạnh hơn? Nào, mình đang một đoàn khỉ bạn ơi. Khỉ mình đang mạnh hơn. Ôi giời, biến thành con khỉ to này. Ôi giời, ông phóng chưa bạn ạ. Mình nhìn thấy bạn ấy phóng chưa đây anh em ơi. Cái hũ phóng đại chưa. Bó tay chấm com luôn. Khỉ bạn này như vẫn to hơn mình thì sao ấy nhỉ. Ôi rồi, ôi nó bắn cho ba con nó sấy cho thì còn cái gì nữa đâu mà. Thôi về trước anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi là làm sao mẹ đi một phát 4 con liền luôn. Nghĩa là sát thương của nó sẽ đấy. Phóng đại tiếp anh em ạ. Đó, hai cái phóng đại liền luôn. Đấy, một phát bắn này đi luôn một em không có nhiều. Thổi về nhá bạn nhá. Ui da, nắm người thổi cái mình đã thổi chứ bạn này. Mình lấy thẻ nhá, lấy thêm một thẻ nữa. Khỉ vũ máu, bang bang bang, xài hết cho mình. Lại lấy thẻ nữa bạn ơi, lo cái đấy gì đâu mà. Ôi rồi ôi. Biến hình tấn công. Boom boom boom. Đấy. Khỉ của mình bây giờ mạnh quá bạn ạ, bây giờ người ta gọi là bộ đôi khỉ tiến công.
Khỉ này, bắn chết chưa? Súng bọn nó hơi bị mạnh ạ. Tấn công, ba đường tấn công, bùm bùm bùm. Thế rồi bạn này làm sao đối chọi được một nhiều đường tấn công này bạn? Vinh 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 vinh. Bạn này đối chọi là đối chọi với con chị trên kia đấy. Đặt cái phóng này nha, không con chị nó bỏ nhanh lắm. Bắn đây, mình thắng rồi bạn. Mình thắng rồi bạn ơi. Ồ luôn, chị muốn là bắn nhá. Ồ thôi, anh đấy ơi, tôi lóc cái rồi, thổi về. Không kịp thổi về bạn ơi. Ok bạn nha, hôm nay làm tạm hai ván vui vui solo con khỉ cho bạn nha. Con khỉ này nó có cái ưu điểm của nó là bắn giật lùi nha bạn nha. Có nghĩa là những cái con tướng đánh gần như là con xương này, dìu này, con dâu đỏ này, tiên này, dốc này, con trâu này, sờ tôm này. Những cái con này gần như không thể động vào được nha bạn nha. Bởi vì cứ đến nơi nó bắn lại tụt lùi lại đó. Nó cứ thế nó tụt lùi nha bạn nha. Rồi đây cái nhược điểm của nó là nếu mà gặp những con xạ thủ đen ạ, bởi vì xạ thủ đến nơi bắn được một phát thì lại tụt lùi này, để bò lên phát nữa thì nó bắn được chết ở đâu nữa đấy. Rồi, ưu điểm với những cái con là đánh gần em nhá. Rồi clip làm cái một video chôn của mình xin tạm dừng tại đây nha anh em nhá. Nếu anh em thấy clip mình hay cho mình một like, một subscribe, và anh em có cái thử thách gì yêu cầu thì anh em cứ bình luận dưới nhá, mình sẽ làm theo yêu cầu anh em nhá. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh clip tiếp theo, bye bye.